Chào mọi người. Video trước chúng ta đã nói về chuỗi ký tự. Hôm nay, video này chúng ta nói về định dạng của chuỗi, định dạng của số bạn in nào đó, bạn cứ in ra cho đẹp theo chúng yêu cầu của công việc. Thì đây là định dạng. Thì chúng ta sẽ công việc chúng ta như sau. Đầu tiên là định dạng với F-string. Tất nhiên là có rất nhiều kiểu định dạng khác nhau. Nhưng với các Python gần đây, từ Python 3.5 trở đi và hiện tại chúng ta 3.9 thì dùng kiểu F-string rất tiện. Nó khác biệt hẳn với kiểu ngày xưa, kiểu format thì kiểu cũ là hơi cũ rồi. Thì mình sẽ dùng người nhé, bắt đầu với kiểu mới. Và tương lai sẽ còn hay hơn rất nhiều kiểu cũ. Nó cải tiến mà. Vậy ép string như nào? Mình làm thử và gãi mọi người xem nhé. Đây rồi, xong. To một tí. Bây giờ ví dụ như mình đang ở đây. Dịch ở giữa nhìn như thế nhỉ? Rồi. Cho to một tí. Bây giờ chúng ta thử in cái gì đó ra nhé. Bình thường chúng ta sẽ in này đúng không? Green. Một cái là ví dụ là hello, xin chào. Xin chào. Mình không có tiếng Việt cho nó khỏi bị lỗi mình nhé, tiếng Anh thôi. Nó tiện, được chưa? Vậy thử này. Như vậy. Chứ mình có một cái biến tên người, biến là tên. Name sẽ bằng là hoa chẳng hạn, xin chào hoa. Thì ngày xưa ấy, thông thường ra viết này phải name, sau mọi người sẽ chạy lại code này đúng không? Thì có cái dở nhiều khi cái thằng cách ở giữa có luôn, có rất đơn giản. Bây giờ mình muốn như là xin chào, ví dụ như bây giờ mình muốn viết là xin chào chẳng hạn thì làm thế nào, chịu chết à? Thế không được đúng không ạ? Thế mình làm thế nào? Đây thì mình học cái sau có hạn f vào, tức là in hàm f string đó, thì mình sẽ cho một đây vào mở ngoặc và name. Chạy lại nha. Đó, được ngay xin chào và hoa ấy sát này. Nếu cần tách ra để đây. Chạy lại. Thì được là xin chào hoa. Đó là F-string, một cái rất mới từ phiên bản 3.5 trở đi đâu có. Mọi người là chủ yếu là dùng phiên bản Python 3 mà từ 3.5 trở lên. Phần 6 chứ mấy ai dùng 3.2.1 này. Vì nó cũ quá rồi mà. Đó. Đó điều là cần chú ý của phần này. Tiếp đó bây giờ chúng ta muốn in ra một cái số bạn sao, tạo cái mới nhỉ. Thì chúng ta sẽ muốn in ra một số như là mình liệt ưu ý nào. Ôi, này, tiếng Việt đi, tức là giá thành. Giá thành thì là 49.990 đồng. Và số lượng thì bằng là 20 cái ạ. Bây giờ thì mình muốn in ra cái là giá đi. Giá thì bằng là giá thành nhân với số lượng, đúng không? Giờ in ra đây, in ra đây, in giá rồi, nó ra một cái số dài như này, nó hơi khó nhìn không, xấu quá. Thì in cái chữ đẹp bây giờ
Nhưng mà mình thêm họ hàng, mình thêm một cái như là F string đi. F string như là tổng số ấy. Mình sẽ đó, như mình chỉ mình làm nhé. Bây giờ chúng ta cần một in đẹp đẹp, đẹp chỗ này hơi nhỏ không? Đã làm như sau. Bây giờ mình chỉ muốn là in ra một cái số mà phía sau của nó thì không có số 0 này. Bỏ bớt đi, chỉ cần đến là 99,8 nghìn, 999.800 đồng thôi. Chứ một số 0 này thì lấy đâu gì mà giả hả? Thì mình làm thế nào? Mình sẽ dùng cách sau. Thêm số đô la ở đầu nhé. Nhầm, phải thêm cái khác. Mình nhầm. Chấm. Hai chấm phẩy. Chứ vội nó còn thứ nữa 2F à, đó đây nghĩa gì F tức là float tức là số kiểu số thực còn 2 tức là sau số thập phân thì ta có hai số nữa nếu đây một chẳng hạn sẽ ra được là một số 8 thôi kiểu 8 thôi không có số khác đó là định dạng in ra cái số in ra định dạng thập phần. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ sang phần tiếp theo đến đâu nhỉ đây định dạng số ở dạng phần trăm sau đó chúng ta đến phần là tạo ký tự nhiều dòng nó cũng định dạng độ rộng độ căn lề của chuỗi ký tự tiếp nha bây giờ chúng ta sẽ muốn là định dạng xem là ví dụ như ta có mức thuế này thuế suất thế bằng là ví dụ như là 10% phần trăm đây từ 0,15. Bây giờ chúng ta muốn in cái thuế ra thì sao? Print mở ngoặc F thuế suất sao lắm gì? Rồi thuế suất 2 chấm mở ngoặc thuế suất đâu đây này ta muốn in ra thành là 15% cơ ta làm thế nào chúng ta hai chấm phẩy một cái như ở trên khi số thường là cái gì 2%. Ô mình nhầm nhau nhỉ à quên để chấm 15%. Nếu không có nếu mà không có gì không được phải là không phần trăm ở cuối này nghĩa là in ở dạng phần trăm đang 0,15 loại nhân 100 nó in ra để 152 ạ 3 đi đề một giờ ta tựa rồi này định dạng cách là nhân thằng số này với 100 và cái số trước mặt này nó sẽ là số của những số ở đằng sau dấu chấm dấu số phân như là 2 hạn thì nó là như này đúng không đây
tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang mục đó là định dạng trên nhiều dòng. Chúng ta làm thế nào? Ví dụ như có là nhân viên một sẽ bằng là Lan chẳng hạn, nhân viên hai sẽ bằng là Thu, nhân viên ba sẽ bằng là Huy. Bây giờ mình muốn in ba người đó trên ba dòng khác nhau, đã thể print không? Nếu print như này, print nhân viên một, print nhân viên hai, ba. Ô, sao này nó lại như này thôi? Thì nó sẽ sao không nhân viên ba nhỉ? Vậy như thế này cũng được, nhưng mình gọi hàm print 3 lần đó là điểm không muốn. Thì mình làm thế nào? Thay vì gọi cái này nhá, thì mình sẽ gọi khác là tự print cái cách đó, print một cái là nó thích rồi. Rồi thì mình sẽ tạo một cái chuỗi, chuỗi sẽ bằng là f string của nhân viên một hạch n. Cái này là xuống dòng, n là new line, tiếp tục nhân viên hai đồng ngoặc hạch n. Nhân viên ba đồng ngoặc. Rồi bây giờ in cái chuỗi nhé, green chuỗi chuỗi đó. Chúng ta được chuỗi này nằm trên ba dòng khác nhau, đó sức mạnh của thằng định dạng này F. Tuy nhiên, nếu mọi người ngại viết cái thằng này thì ta viết cách khác. Chuỗi hai chuỗi thứ hai ấy, sẽ bằng là vẫn thằng F ở này, nhưng chúng ta sẽ có ba cái dấu như thế này. Và như sau, ta sẽ trong ba dấu này là giữ nguyên văn bản, nó không đổi gì cả. Đây, như này xong rồi. Đó. Cho như nào? Xuống dòng cái. Mình in thế này thì nó đó. Nhân viên 3 đi. Đảo khí cho nó rồi. Đó, print. Chuỗi 2. Cái dòng ra để nó chặn 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 nhưng dòng này mọi người nhìn dễ hơn. Print cái như này, không? Bây giờ ta sẽ có một thấy như này, vẫn ra được ba dòng khác nhau nhưng mà nó lại không phải dùng cái n nữa. Cái này gọi là giữ nguyên định dạng văn bản trong ba cái dấu mà ngoặc kép này. Nếu mà ta dùng ba ngoặc kép thì nó giữ nguyên bản. Tiếp sau đây mình sẽ nói thêm đến gọi là định dạng độ rộng và căn lề thế nào. Đầu tiên ta nói đến phần căn lề trước. Ví dụ như thế này, mình sẽ print. Nên là print thằng
gì nhỉ? À, thằng à, nhân viên một, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ in nó và dịch sang bên phải một chút xem nào, như nào. Green. F-G. Ta sẽ có như ở trên nhân viên một nhá. Để vấn đề này đấy, trước khi chúng ta in đấy, này ta sẽ dịch sang bên bên phải khoảng độ 3 chữ số. Đó, bây giờ mình đang xin lỗi, cái này chỉ dùng cho thằng chuỗi dõi hằng số thôi. À, thuế xuất nhỉ? Đó, khi mình để ở 6 nó dịch sang lại đi. Nó dài 1 2 3 4 5 6, nó độ rộng bằng này là 6 thì nó sẽ dịch sang bên phải một đoạn. Cái độ rộng nhá, sẽ độ rộng của cái chuỗi này in ra là 6 ô. Và nó dịch bên phải. Còn nếu mình điểm 10 ô đi. Đây. Nếu 10 ô dịch cái hẳn đấy không? Và hơn nữa, nếu bây giờ mình để cái này dấu mũi tên dịch sang bên trái thì nó sẽ là canh lề trái. Nếu mình để mũi tên lên trên thì nó là canh chính giữa. Cái này ở chính giữa này. Cái này là ở bên canh bên trái. Cái này bên phải độ rộng là 10. Động này 10, động này cũng là 10, động này cũng là 10, thì ra ngoài canh ở chính giữa. Đó là nội dung hôm nay mình muốn trình bày về việc là canh cái in một cái số ra. Nhắc lại nhé, hôm nay còn gì? Sử dụng hàm f-string để in định dạng ra cho đẹp. Với f ta có thể in kiểu này. Đó, thì thêm cái mở ngoặc nhọn, biến mở ngoặc nhọn, thế là in được rồi. Tiếp đó chúng ta sẽ có thể in ra một số mà theo cái định dạng cái số sau dấu chấm và dấu phẩy được bao nhiêu, thật là phân bao nhiêu tùy chúng ta. Một thì sẽ in ra một, và nếu là hai thì sẽ in ra hai số sau dấu phẩy. Tiếp theo chúng ta sẽ in phần trăm. Phần trăm nó ở chỗ dấu phần trăm này, nhân cái này 100 và in ra. Tiếp theo ta đến việc là in nhiều in nhiều dòng thì có thể dùng hai cách. Một là dùng cái format này và gõ cái xuống dòng ở đây, ký tự xuống dòng, hoặc là chúng ta dùng mở ngoặc kép 3 lần để in đúng định dạng như thế này. Chúng ta gọi là verbose, tiếng Việt là in đúng định dạng. Tiếp đó chúng ta đến việc căn lề, căn bên dịch sang bên phải hoặc là dịch sang bên trái hoặc là ở giữa, kiểu như trong một dòng út ấy, thì có dùng left align, right align, center, đại khái như vậy đấy. Thằng này là right, thằng này là left, thằng này là center.
Đó là nội dung hôm nay. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Nếu có hỏi gì thì cứ đặt ở dưới, mình sẽ trả lời. Nhân tiện luôn, cái này mình đang dùng là notebook mà ePython nhé, để cho tiện cho biểu diễn thôi. Còn mọi người cứ dùng Python bình thường cũng được.